Alrighty guys, we are at Trung Tâm Móng Cái, Móng Cái Central Market. Apparently before COVID, there were supposed to be like many bilingual speakers here, both Vietnamese and Chinese, with many of the shops being owned by Chinese people. Now it's COVID, I'm not sure exactly if there will be anybody here that speaks Chinese or not, but we're gonna go in and see. Bargain a little bit and just check it out. I don't know. Got my buddy Max here to help me out. See. Let's do it. Chào anh. Đây phải đăng ký thôi. Không cần. Dạ. Ở đây có cần đăng ký không? Không cần. À, không cần ạ. Ngồi nhé. Dạ. Mời em quay YouTube ạ. Còn quay ở chỗ đâu? Dạ. Quay cũng khác thì để luôn nhá. À vâng, không sao đâu, bọn em chỉ quay cho vui thôi. Wow. Very much a big market with lots of clothes. So you used to like the big market in the center, so I go and be like, hello, come back for me. Yeah, here they're just kind of like, what? What are these two, am I filming? What are these two foreigners here doing? None of the elevators or escalators are working. But everything's in Vietnamese, though. Oh, but there, no, I take that back. There are bilingual signs. Thông báo. Thông cao. Thông báo. What would the Chinese be? Thông cao. It's kind of close. But they also have the same word, 通报. Thông báo. Thông cao. Thông báo. Interesting. I don't even know what to look at. They have places where you can scan for COVID, but I don't think anybody really uses it. Interesting. Everybody looking at us. What do you think, Max? Do I need some pants? You do need new pants. I need new pants. You've sewn them together like four times. Yeah, I've sewed these pants together far too many times. Let's look around and see if we can't find some pants. You're scared, guys. Where are the pants? Yeah, where are the pants? There's no pants, guys. No pants. Only shoes and bags. This is very much a women's market, huh? Yeah, there's a lot of women's clothes. I don't see any men's pants. That's because men don't do any shopping, guys. I do see men's shirts over there. Worst comes to worst, we can go buy a shirt and see if anybody will chat with us. It is weird to me, though, there's no Chinese in the market. The signs, you know? Probably gone. Yeah, they might have changed. Might be all the ones that are, like, closed. There's like half of that. Them are closed. I didn't even think about that, yeah. The Chinese with it. Half the shops are closed. Probably all the ones that were Chinese either owned or had Chinese people. Interesting. I don't even know where to go. This is just like so much. Did I just ask someone? Yeah, I didn't pants. In pants. Chị ơi, cho em hỏi tí. Ở đây chỗ nào bán quần ạ? Quần á? Vâng. Quần kiểu như này, quần thể thao ấy. Dưới tầng ạ? Tầng 1 ạ hay là? Rồi. Anh em nhé. Floor number 1, guys. Floor number 1.
Oh, wow. So we got to go all the way back down. That's right. That was a nice tour. How many minutes? We're 5 minutes in. Five-minute market tour. Now we're going to make this longer than that. We'll buy maybe... It's just so weird they have like the two these two main signs in Vietnamese and Chinese, but after that, nothing. Twins. Huh? Twins. Twins. They got matching outfits. No, matching ninja outfits. The ninjas of Vietnam back there, guys. Quần thể thao. Who would sell pants? Oh, maybe back there. Let's go through the Jesus. This was built extremely well, guys. Wow. The Max has to be industrial engineering design. Yeah, very amazing engineering design. À, chị ơi. Chị có bán quần thể thao cho nam không ạ? Quần kiểu như này á? À, quần hộp này á? Vâng. Quần như thế này có à, kiểu như này á? À, không, kiểu như thế này á? Kiểu thể thao á? Hộp đấy thì... Không có. Kiểu như này thôi. À, chỉ có cái loại này, như này á? Cái này mát này, đẹp. Mát ạ? Hàng đẹp đấy. Cái đấy mặc dễ chịu mà mỏng chất nó kể là... À, vâng. Có hộp, hộp như này như kiểu khác nữa không? À, được ạ, để em xem. Let's see. Em so sánh với. Wow, this is your shop. Em ở đây lâu rồi ạ? À, bên anh sang đây lâu rồi. Và em ở đây 3 năm rồi ạ. Ý là không về nước hả? Vâng, tại dịch ấy thì bây giờ không về được. Phải ở đây. Look at this. What? What the Japanese wearing? They have the Japanese. Very multicultural market. Ichiban Joy. What does that mean? The strongest. The strongest. And it's underwear too. Huh? Yeah, exactly. Trước dịch thì ở đây nó có nhiều khách Trung Quốc không chị? Nhiều. Nhiều ạ? Đông. Ở đây... Không có dịch thì... À, bây giờ cấm dịch làm gì gọi đã hay được visa. Vâng. Bọn em đi xe đạp hay là đi bằng... À, bọn em đi bằng xe máy á. Xe máy á? Vâng. Tại bây giờ cũng không muốn đi giao thông công cộng ấy. Thế thường ở đây mọi người có nói được tiếng Trung không hay là? Ở đây toàn tiếng Việt, có người tiếng Trung nhiều nhưng mà Việt thì bây giờ năm nay thì toàn Trung Việt thôi. Vâng. Không nói Trung được nhưng mà không nói. Vâng. Chị có nói được không ạ? Chị không nói được. À. So it depends on the shopkeepers, I guess. Tí nữa xuống quen ạ. À vâng. Kiểu hộp này thôi là nhiều, nhưng mà cái hộp đấy có hộp kiểu này này. Vâng, cái này nó có cỡ to hơn không ạ? Cái này hơi hơi ngắn. Cái này có số to hơn. Vâng, hơi ngắn á. Thế cứ lấy cái chất này nó nặng mắt không đẹp. Vâng, nhưng mà hơi ngắn. Em cao mà. Vâng. Cao. Cao lắm. Em phải mặc những cái dáng mày mới nên vừa này. Đây có hộp đấy, chị lấy lên kho để lấy cho. Vâng. Cái này dài bao nhiêu ạ? Dài thoải mái. 34, à dài. Lấy dài lấy tiền kiểu hộp nhá. Vâng. Lấy như của hộp nhá. Của cái loại kia ạ? Ừ, ý là kiểu kho không có cái hộp. À vâng. I'm just gonna check. This does not have enough pockets for Chris, sorry, no. Oh yeah, well that's the problem. But it's a market hunt, so I don't know. This is like more pockets. More pockets. More pockets. I always need pockets. I need these zip pockets, guys. These are my favorite for traveling. Zip pockets are 100% the best. They have some nice shirts here, though. Shirts aren't too bad. Meaning? She said, "Dad, they're all from China." Isn't that funny? Everything here is from China. Check this out. I feel like that. Ah, this is from Vietnam. Okay. Anything you need, Max? Do you need a ninja suit for? I don't need a ninja suit for driving.
What's the irony? Like, that's got to be from Vietnam. Oh, that's definitely Vietnamese, right? Yeah. And Ngoc Sơn, you can see, definitely from Vietnam. And she said before COVID, then a lot of people here would speak Chinese, but not now. Makes sense. Makes sense, yeah. There's no tourists here to buy anything, so. Interesting. In Bang Quai? Huh? Bang Quai? Bang Quai? Oh. Quai, yeah? Yeah. You want any? No. Ask her where she got them. Oh, I thought she was selling them. I think she's eating them. Oh. I don't shoot. Think she's selling them. Shoot. I'm funny. I'm glad I didn't be like, Banyo. Money, money. What, like, what the heck? Yeah, it's like, how much did I buy them for? Oh, this is interesting. They have a, check this out over here. They have a thing with like showing the difference between like real and fake. Oh yeah. I guess they get a lot of real and fake goods here. If you didn't already guess. Hangza. Hello. Oh man. We're gonna get attacked by the locals. Is this fake or real? I think this is fake. Oh, it's no, they're two of each. Oh, two of each, yeah. So real and fake? No. I don't know, how do you know? They all look the same. Who knows? Sang đây để quay cho vui thôi. Dạ? Ai không, em là người Mỹ. Người Mỹ à? Vâng. Sao lại không nói Việt Nam? Em có bị dịch không ấy? Tại em không. Em ở đây 3 năm rồi. À, thế là giỏi rồi. Giáo viên à? À không, em làm nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh à? Vâng, chụp ảnh. Chụp chị đi. Chụp ra đi á. Em không có mang máy. Em chỉ mang cái máy quay nhỏ nhỏ này thôi. À, hello. Hello. Cái này nhỏ. Giỏi nhỉ? Ở 3 năm mà nói giỏi nhỉ? Đây á? Em ở đây 3 năm rồi. Sao giỏi vậy? Thích thôi. À, thích thôi à? Vâng. Có người yêu chưa? Có thể. À, có thể à? À, chị chồng nhá. Chị chồng. Chưa chồng. Chưa chồng. Chưa có chồng. Chưa có chồng. Thế thì chị có bao nhiêu bạn cả? À, bạn trai. À, có bao nhiêu bạn? Chưa có bạn trai, có chồng rồi. Chưa có bạn trai. Em có anh trai. À, có anh trai. Anh sẽ giới thiệu cho chị. Anh trai mày có bằng lái máy bay không? Có. Được không? Có bằng lái luôn. Có bằng lái luôn à? Có bằng lái luôn. Thế được, em có bằng lái được rồi. Ê, chị có nói được tiếng Trung không? Ồ, mình hơi Trung lắm. Quay. Quay á? Ồ. Chưa gì hơi Trung lắm rồi, hẳn tua mà. Tua, chắc thì chắc mấy chị hẳn tinh, có tua rắn hơi chẳng. À, tua rắn hơi chẳng. Ồ, hơi hơi hơi. Chúng ta mới đi hả? Chúng ta mới hả? Em 24 ạ. 24 ạ? Vâng. Bằng tuổi con là chị. Bạn con của chị. Ôi, thế thì em con chị rồi. Bạn này chết rồi. Chào, chào cô. Chào cô. Thế từ trước dịch thì ở đây nó có bị ảnh hưởng nhiều. Có ảnh hưởng cho em đây, em thấy có người đâu. Ít lắm. Hôm qua thấy nó đóng cửa thì bọn em tưởng là nó đóng cửa. Còn chị toàn người bán hàng, có người mua đâu. Vâng. Không có người mua đâu. Toàn người bán hàng. Thế thì mọi người sang đây để làm gì? À, cũng nghĩa là cũng bày này đây em. Công việc thì cứ bày cho bán thôi, ai mua thì mua đấy. Vâng. Hiểu. Anh chị có bán quần không? Quần à? Ở đây vâng. Em quần đấy. Quần kiểu thể thao ấy. Thể thao á? Vâng. Đang em đang mặc á? Vâng. Không có em ạ. Không có. Ra ngoài xốp xốp thì có. À, trong này không có. Ồ, rồi, okay. Bạn nghe biết nói không? Có, biết nói nhưng mà ở miền Nam ấy. Ít à? Thế là ở đây luôn đấy à? Bọn em á? Vâng. Bây giờ dịch thì bọn em không đi đâu được ấy. Đúng rồi, đừng đi đâu em ạ. Vâng, à, ở đây thôi. Bây giờ khó. Dịch không về được. Bây giờ muốn đi thì đáp cho đi. Vâng. Ủa, đây có phải là tiền tệ không? Đi lên trên tầng 3, biết không? Quay đầy chỗ này. À vâng. Đây là tiền tệ đúng không? Ừ đúng rồi, tiền tệ. Ở đây có tiêu được cả hai không? Có chứ. Có. Ủa? Tiêu được hết. Nhưng bây giờ không có ai dùng tiền tệ đúng không? Có chứ em. À có. Nhà ai dùng ấy? Có để mà dùng đấy. Mà có này gửi đi chỗ khác cho người ta dùng. À gửi chỗ khác. Có để người ta dùng ấy. Có mà. Thú vị thế. Thú vị thế. Rất là hay nhá. Nói hay nhỉ. Hay. Ở đây đây này, chị gái. Dạ. Chưa có chồng. Đủ hơi. We got like they're trying to introduce us. Cái ngoái tai cái nào. Hello mút cu. Chị nói tiếng gì đấy?
I don't know what language she's speaking. Max, Max, do you know what language she's speaking? I don't know what that was. This is so crazy. Tight one. What a funny market. Oh. Thường ngoài người tiếng Pháp. Tiếng Pháp. Nó là tiếng Pháp. Còn em là tiếng Anh. Tiếng Anh ngu lắm, chị không biết nghe tiếng Anh đâu. Chị biết tiếng Trung mà. À, chị biết tiếng Pháp à? Ừ. Merci. Merci. Parlez-vous français? Ồ, cái đấy thì không biết nghe. Không biết nghe. Chị biết nghe nó là... Em không biết. Chị biết nghe tiếng Nhật không? Thế sao mà em giỏi vậy? Em nhiều, không biết nhiều tiếng nữa à? À không, em chỉ biết tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh thôi. Ở bên này em làm cái gì bên này? Bên này á? Em làm nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh? Quay. Quay và chụp. Hôm nay không mang máy ạ. Hôm nay không mang máy à? Vâng. Hôm nay ví dụ như là một con bọn mình là học tiếng Anh, học bọn này là nhanh em biết nhanh. Ở đây không đi dạy tiếng Anh à? À không, em không thích dạy cho lắm. Chán. Nó chán. Chán á. Đây nó học thêm tiếng Anh đắt tiền lắm. Nên đây là các chị đang ăn gì? À, cái này em Covid không có người ăn, cái này ăn này. Buồn, chị đang thất tình. Chị ăn được cái này. Ăn được cái này. Không có cái này. Cái này để ăn hay cái này để làm cái này gì? Để chơi. Chơi á? Cắt nó thành hình vuông để chơi. Ừ. Chơi được hàng ấy. À. Hay không? Hay. Ý bọn em ở đây chơi đấy cái hay. She making fake money. Đấy, nói cái đấy em đừng có chửi chị nhá. Dạ. Chửi chị nhá. Vâng. Chửi chị nhá. Ok. Nói tiếng Anh ấy không biết đâu. Còn máy em tự nói chuyện thôi. Đây này, thịnh mai này rồi, đi vào. Wow. Rồi, cái thịnh mai này đi vào, thế xuống chứ còn này ăn thôi. Ôi, 100 nghìn một cân không ăn đâu à. 100 nghìn đã rồi, đã rồi. Follow suit with the ladies. Còn giáo em không đủ. Thế chắc là bọn em đi tiếp. Em lên tầng 2, tầng 3, nhiều chỗ đẹp. Vâng, anh gặp em nhé. Ừ, gái anh đẹp. Không đẹp bằng chị. Ừ, đẹp. Yeah. À, bu khơ chị. I was like, oh man. Maybe it's Chinese good. That was that. Yeah. Xixian, yeah. What an interesting combination. I don't know where that lady went. I think she just kind of. I don't know where she went. Saw you leave. Yeah, she saw me leave, so maybe she just like. Oh, is she over there? Oh, okay, there she is. She's calling me back over. We gotta go back over. We already told her. Bọn em lại không tìm được chị ấy. Bọn em sang kia nói chuyện. Mua bánh không em? Dạ. Ăn bánh đi. Bánh á? Ngon lắm em. Cái này là chị bán hay là? Chị bán đấy, ăn đi. Chị bán bao nhiêu ạ? Ừ. Bán đi, mua 2 gói được. 2 gói chị bán nốt. 2 gói. Hay quẩy, bán. 40.000. 40.000. Một túi ạ. À, một túi ạ. 20.000 một túi ạ. Hai đứa hai túi đi. Lấy hết cho chị đi về. Chị muốn. Chị đi về á? Ừ. Thế thì bọn em mua cho. Ừ. Ủng hộ chị một tí. I'll help. I got it. Bọn em vừa nãy nhìn thấy chị nhưng mà tưởng là chị mua cho chị á. À, 20 một người. Ok. Một túi. Did we just get scammed? I just got it. Is it 10k for one? Probably. That's alright. We're just spreading the love. Đây, quần này thôi. Bây giờ nó... Có quần này thôi ạ. Ừ. Quần này dài thoải mái. Vâng. Bây giờ thay đủ mẫu khác không, đi. Không sợ nó hơi dày ạ, à. Nó hơi nó. Không sợ nó bóng. Con này mặc mấy hôm nữa là mùa đông mặc lại chẳng mùa đông vẫn có lông túi vào không? Vâng. Một đây mỏng hơn thì lấy cái này. Mấy hôm nữa mùa đông, bây giờ tháng 5. Đây là mỏng đây. Nửa năm nữa mấy mùa đông. Mùa hè đây mỏng đây. Ý là mỏng lấy màu này. Vâng. Ngon không? No, ngon mà. Cho nó ít tương ớt. Ăn cơm chấm tương ớt. Em mua cho ai đó nhỉ? Maybe buy it for someone else. Có, chị có loại nào ngắn hơn không? Em mua cho bạn ấy. Em định mua cho em nhưng mà chắc là em không mặc ấy. Ngắn hơn á. Và em mua cho bạn thôi. Bạn thì lấy cái này không? Em ngắn hơn. Cho kiểu người Việt ạ. À? Cỡ của người Việt. Đấy, cỡ người Việt đấy. Cái này cũng hơi... À, cái này có thể... Ừ. Em mua cân nửng không? Là như nào? Quần nữ đây này, quần nữ. À, quần nữ ạ. Không có ai để tặng. Vâng em. Mình mặc. Tốt nhớ. À cái này chắc là cái này có giỏi quá không?
cho một người Việt ạ. Ừ, người Việt đấy. Mặc được ạ. Lấy quần này là xịt mặc ở nhà này. Đẹp mà. Vâng. Cái này bao nhiêu ạ? 250. Ừ. 250. Cái này của em mỏng thế này. Chỉ có loại nào rẻ hơn không? Có loại nào rẻ hơn không? Tầm 150. 150 thì không có. Không có. Cái này thì tôi để cho em 180. 180. Thôi Hà lấy hai cái tặng bạn một cái. Em cái này cũng chắc hơi dài cho bạn. Và chị có áo gì không? Áo áo phông có. Vâng, áo phông em đây, lấy đây, áo phông. Đây cái này 150. Chắc em lấy áo phông. Nó dễ tặng hơn. Quần hay khó. Thôi lấy cho em 200 cái quần này tặng bạn nó đẹp mặc thoải mái. Thôi em xem áo. Lại xem áo. Vâng. Áo. Gotta check out the. I was gonna buy some pants for me, but it's a little hard. Difficult customer. Very difficult customer. Này. Ủa, cái này đẹp. Hình đẹp, hình đấy đẹp. Hình trai, hình con trai này đẹp này. Cái này cho nữ đúng không ạ? Có tặng nữ không? Có. Có bà tặng nữ, lấy cái đấy là nữ. Còn đây không là có nam. Đây nam đây. Nam đây. Ừ. Ủa, 150 Balenciaga. Một cái thôi. 150 một cái á. Ừ. Tất cả các loại này đều là 150 ạ? Không, có nhiều loại. Nhiều loại ạ? Ừ. Em xem. Vì em tặng bạn vừa tiền thì lấy giá rẻ thôi. Vâng. Đây, không phải lấy cái này. Mày cho thằng kia. Cái này là cho nam cho hay nữ ạ? Đấy, lấy cái túi bóng này đi. Túi đấy, thay đi. Cái này cho nam hay nữ ạ? Nam ạ. Ừ. Nữ có ăn mặc ngắn không? Chắc là không ngắn lắm. Váy như này ạ? À, tặng váy đây này. Chắc là áo thôi ạ. Actually don't know who I'm gonna give this to, but I figured it'd be nice and give it to someone. Who would like some clothes like this? I mean, Max, what do you think of, oh, this is probably good. Hey, chị, try em cái này nhé. Cái này, is this for the people at our hotel? Is this too big, you think? For who? For the people at our hotel. Remember the one of the workers at our hotel gave us a gift? I could just give this to her. How big you think? Is this too big, you think? Maybe a little bit. Little big. Chị có cỡ nhỏ hơn không ạ? Nhỏ hơn chắc là một cỡ ạ. Đây nhỏ hơn một cỡ đây, 1x, 2x. Vâng, anh chị cho em cái kia. Cái này à? Vâng. 150 đúng không ạ? Ừ. Oh dear, buddy. I have exact change, I think. Let's see. 100. Rồi, em gửi chị nhé. Thôi em không cần không phải túi đâu ạ. Cho một túi. À, vâng. Have to take a bag. Thế là mua đây mua làm à? Thôi ạ, em lấy cái này thôi. Lấy một cái thôi à? Vâng. Không mua hai cái đi, tặng bạn nam đi. Thôi ạ, em chỉ cần một cái thôi. Không có tiền, mấy tiêu hết xong. Đây, cho chị xem. Ví tiền nó hết rồi. Còn 20.000. Thẻ. À, bà còn chưa rút. Chưa rút thẻ phải không? Vâng. Rồi em xin nhé. Ừ. Rồi, em cảm ơn. Alrighty guys, I think it was a successful market hunt, my filming. That was interesting. We talked with some people. Spoke a little bit of different languages. I'm like, how are the quai? Yeah, are they a little old? Not quai. It's actually a fried sweet potato, and you dip really? In the chili sauce. It's really weird. Can I never try had this? It like that. Yeah. You've never had it like this. Uh-uh. This is special for Mom Kai, maybe. Cheers. Oh. That was fried sweet potato, huh? No. Cheers. Mmm. Not bad. That was surprising. I've never had it with the chili sauce before. And not bad. Pretty good. Mmm. Could I have one bag? Yeah, for you. Your bag. I'm gonna go that's get your that. Sauce. That's my sauce.
I'm gonna go give this to the ladies. They said that, would you mind holding this for me for a sec if you can? Sorry. I'm gonna make Max hold my stuff. I'm gonna give this to the ladies who said they can't afford to eat because of COVID. That's what they said. They're like, they said they can't eat now because of COVID. They're joking. See, where did they go? Am I filming? Okay. Đâu nhỉ? Mà em tìm mấy cái chị vừa nãy. Đâu nhỉ? Chị ơi. Em tặng chị nhá. Em ăn đi. À không. Em ăn đi. Không không, em tặng đi. Chị cho vui. Em bảo em mua 2 túi. À thế à, chị cảm ơn nhé. Vâng. Chị cảm ơn nhé. Chị bảo không ăn được vì Covid. Không, đùa. Đây, chào chị nhé. Alrighty, I guess. I apologize. Maybe that was a little rude. I was like, you said you can't eat because of COVID. So that was probably a little rude. That didn't come out the way I thought it was going to. Okay, well, I think that's it. Thank you, Max, for holder of bags. First of his name. First of his name, holder of bags, giver of rice. Opener of doors. Opener of doors. Alrighty, guys. We're going to head back to Hat Long now. That's right. See you in the next video.